Đã có bao giờ anh em biến giấc mơ gaming của mình trở thành hiện thực chưa? Nếu mà chưa thì hãy xem hết video này nha. Ui giời ơi. Để cùng xem cũng như là tìm hiểu về chiếc màn đến từ nhà VIP IP2518S4 này nhé. Đầu tiên về thông số của chiếc màn này thì với kích thước lên tới là 24,5 inch cùng với đó là tấm nền là Full HD và IPS thì cho ra những cái màu sắc này cũng như là khi mà chúng ta chơi những tựa game mạnh đó, thì nó rất là đẹp. Còn tần số quét của màn hình này lên tới 180Hz. Ui, một con số cực kỳ khủng khiếp cho anh em chúng ta chơi những cái tựa game AAA hay là FPS cao. Và ngoài ra thì tốc độ phản hồi của chiếc màn này chỉ 1ms mọi người ạ. Và nhắc đến gaming thì chúng ta phải xem thử cái thiết kế của chiếc màn này đúng không? Thì ở mặt sau của chiếc màn này, đây mình Phong sẽ xoay cho mọi người xem. Đấy, chúng ta sẽ thấy luôn, nhà VSP thiết kế đó là eSports of Gaming, thiên về cho các anh em chơi game. Ngoài ra thì độ sáng lên tới 400 nits này, tỷ lệ tương phản là 1000:1. Thì những cái góc tối nhất mà anh em không thể thấy được trong game thì chiếc màn này nó sẽ hỗ trợ anh em tối đa. Và ở cổng kết nối thì nó có đầy đủ từ cổng DisplayPort này đến HDMI cũng như là các cổng Type-C. Và đối với các anh em game thủ là khi mua một cái sản phẩm gì đó công nghệ đúng thì chúng ta chơi game thì chắc chắn sẽ mua thêm một cái cặp loa. Nhưng mà trên chính chiếc màn này nó sẽ hỗ trợ cho anh em hai loa luôn. Một loa ở bên tay phải và một loa bên tay trái. Đấy, khi mà chúng ta chơi game thì âm thanh vòm như thế này thì rất là thích tai mọi người ạ. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng test qua độ lệch màu cũng như là độ chuẩn màu của chiếc màn này. Thì ở độ chuẩn màu thì Minh Phong đo xong thì thấy đó là 100% sRGB này, 87% Adobe RGB, 94% DCI B3 và 84% NTSC. Còn về độ lệch màu thì Minh Phong thấy đây, thì thấp nhất đó là 0.10 và cao nhất đó là 1.33. Còn trung bình đó là 0.45. Một chiếc màn có cái độ lệch màu rất là thấp như thế này thì rất là phù hợp cho các anh em gaming cũng như là nếu mà ngồi lê một xíu thì có thể sử dụng cho việc thiết kế đồ họa cũng khá là ổn áp. Còn về độ sáng thì lúc nãy là Minh Phong là công bố với mọi người đó là 400 luôn, nhưng khi Minh Phong đo thì kết quả ra là 361 nits. Và bây giờ Minh Phong sẽ chơi một tựa game đó là Hades 2 và sau đó là để ở chế độ là cao nhất luôn, hai luôn. Và ở graphics thì Minh Phong sẽ chọn là UHD Graphics 630 là con chip mạnh nhất của cái PC mà Minh Phong đang chơi. Và độ sáng thì full độ sáng lên. Ok, rồi bây giờ Minh Phong sẽ bắt đầu đi di chuyển này. Mọi người thấy này, một cái tựa game rất nhiều các họa tiết li ti bé nhỏ ở đây, nhưng mà khi mà chúng ta chơi cũng như là hiển thị trên chiếc màn này với tần số quét cao này, tấm nền IPS và cùng với đó là tốc độ phản hồi cực kỳ nhanh, cho nên là chơi những cái tựa game này là hoàn toàn đơn giản. Đây, Minh Phong sẽ test thử một vài tựa kỹ cho anh em chơi này. Ok. Đây, khi mà chúng ta di chuyển này, cái đường chuyển mà khi chúng ta thấy này, đấy nó rất là rõ nét cũng như là rất là nhanh. Đấy, khi mà Minh Phong ấn một phát là nó sẽ di chuyển luôn. Ok. Đấy, Minh Phong test một tựa game rất nhiều cái họa tiết như thế này cho anh em thấy để có cái nhìn chân thật hơn cũng như là xem thử là chiếc màn này nó có phù hợp thật sự với các anh em gaming không. Thì theo như Minh Phong đánh giá thì rất là phù hợp. Và vừa rồi là tất tần tật những thông tin về chiếc màn gaming đến từ nhà VSP IP2518S4 này rồi. Và anh em thích chiếc màn này không? Chưa gật đầu á, còn chiếc màn này đã thích anh em rồi đấy nhá. Thế thì nhanh tay đến ngay hai con để sở hữu về chiếc màn này nhá. Còn bây giờ đừng quên like, subscribe cũng như là bật chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất đến từ hai con.